Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Số Ăn Vui. Quý vị và các bạn thân mến, khoai lang là thực phẩm vô cùng quen thuộc, gần gũi đối với đời sống của người dân Việt. Đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ thì loại củ này chính là bí quyết giúp cho phái đẹp, duy trì được vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, lợi ích của lá khoai còn được giới chuyên gia đánh giá là chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa được nhiều loại bệnh. Mặc dù vậy thì ở nhiều vùng quê tại Việt Nam, người dân chỉ thường thu hoạch củ mà vứt bỏ đi phần lá. Điều này hoàn toàn trái ngược với một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc. Bởi lẽ, họ sử dụng loại rau này ít nhất một tuần hai lần vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Thậm chí, tại nhiều nhà hàng sang trọng, một đĩa rau khoai lang xào thịt bò cháy tỏi có giá vô cùng đắt đỏ. Trong đó, ở Việt Nam, loại rau này lại vô cùng rẻ tiền nhưng rất ít người ăn. Vậy rốt cuộc, rau khoai lang có những công dụng hữu hiệu gì đối với sức khỏe của con người? Tất cả sẽ được tiết lộ trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rau khoai lang là thứ rau dân dã quen thuộc với người Việt. Theo y học cổ truyền, rau lang có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Rau khoai lang hay còn gọi là rau lang là loại rau được sử dụng nhiều vào mùa hè. Thông thường, người dân trồng khoai lang để thu hoạch củ và trước đây nhiều người vẫn nghĩ rau khoai lang là một loại rau xanh rẻ tiền, không có giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, thời gian gần đây loại rau này ngày càng được nhiều người ưa chuộng nhờ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, rau khoai lang được coi là một vị thuốc với nhiều tên gọi khác như cam thử, phiên trử, là loại rau có tính bình, vị ngọt, ích khí hư. Rau khoai lang không độc, tư âm thận, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thanh can, lợi mật, giúp tăng cường thị lực, chữa bệnh vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới di tinh. Các nghiên cứu y học hiện đại cũng chỉ ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang còn nhiều hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Điển hình như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai, vitamin C cao gấp 5 lần, riboflavin cao gấp 10 lần. Đặc biệt, so với những loại rau khác, lượng axit oxalic trong rau khoai lang ít hơn rất nhiều, vì thế nguy cơ gây bệnh sỏi thận của rau lang cũng ít hơn. Trong rau khoai lang có chứa chất beta-carotoxanthin, đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mãn tính như thấp khớp, viêm khớp, còn có tác dụng tăng cường được độ sức khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Những người bị đau nhức xương khớp có thể sử dụng ăn rau khoai lang để trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Công dụng thứ nhất, phòng chống bệnh tim mạch đột quỵ. Các nhà khoa học đã phát hiện chất lutein và zeaxanthin có trong rau lang rất có ích. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Bằng chứng từ thực nghiệm cho thấy, lutein từ dinh dưỡng rau lang đã làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành động mạch một cách rõ rệt. Công dụng thứ hai, trị chứng thận âm hư, đau lưng mỏi gối. Củ và rau khoai lang là vị thuốc phòng chữa thận âm hư đã được dùng từ lâu trong dân gian, có nơi gọi là sâm nam. Với công dụng này, bạn dùng lá khoai lang tươi non sắc cùng mai rùa, sắc kỹ lấy nước uống trong thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả. Công dụng thứ 3, thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt. Rau lang có tính bình và vị mát, các bà nội trợ nên bổ sung thêm rau vào thực đơn của gia đình mình, nhất là vào những ngày hè nắng nóng. Nó giúp thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể rất tốt, đặc biệt với những người đang bị nhiệt hoặc nóng trong. Để trị mụn nhọt, dùng lá khoai lang non, đậu xanh, thêm chút muối và dã nhuyễn, bọc vào vải, đắp vào vết mụn, sẽ hút được mủ nhọt. Công dụng thứ 4, chống béo phì. Trong rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu. Chính vì thế, khi ăn rau khoai lang sẽ giúp bạn quên đi cảm giác chóng đói, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Công dụng thứ 5, trị buồn nôn, ốm nghén. Trong rau lang chứa rất nhiều vitamin B6 có tác dụng giảm buồn nôn đối với phụ nữ mang thai trong thời kỳ đầu, thường bị ốm nghén hay bị nôn oe, ăn uống không ngon hoặc chán ăn. Công dụng thứ 6, giúp khỏe da, sáng mắt. Theo các nhà khoa học, trong 100g rau lang có chứa 11mg vitamin C. Đây là chất giúp tạo ra collagen, giữ cho làn da luôn tươi trẻ, săn chắc, căng đầy sức sống. Không chỉ vậy, thành phần beta-carotene, lutein có trong loại rau này còn giúp chúng ta duy trì đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Các hợp chất trên tạo nên các dưỡng chất phân bố rộng rãi trong các mô tế bào thần kinh mắt. Chúng còn tập trung ở khu vực điểm vàng của võng mạc. Chúng làm nhiệm vụ lọc ánh sáng xanh gây hại cho mắt, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa ở các cơ thần kinh mắt. Do đó, rau khoai lang còn có công dụng diệu kỳ, giúp phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể có liên quan đến tuổi tác. Công dụng thứ 7, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường.
Rau lang là một loại rau tốt cho người bệnh tiểu đường bởi chúng có chứa nhiều chất xơ hòa tan có thể giúp làm chậm hấp thu đường trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết sau ăn. Do đó, những người bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau lang non để ăn. Công dụng thứ 8. Phòng ngừa bệnh táo bón. Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón, mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón. Công dụng thứ 9. Phụ nữ bị băng huyết và lợi sữa cho mẹ sau sinh. Phụ nữ sau sinh nên đưa rau khoai lang vào thực đơn hàng ngày của mình. Các chị có thể lấy loại rau này xào với thịt thái chỉ mềm và ăn là cơ thể có thể sản xuất ra nhiều sữa hơn cho em bé bú no nê. Còn đối với những người bị chứng băng huyết, chỉ cần lấy lá rau lang tươi, đem giã nát rồi lọc lấy nước cốt uống sẽ có tác dụng chữa băng huyết cho phụ nữ sau sinh rất tốt. Công dụng thứ 10. Thanh nhiệt giải độc. Trong những ngày trời nắng nóng hoặc cơ thể đang bị nhiệt, nóng nên dùng rau lang trong bữa ăn vì rau lang có tính thanh nhiệt, làm mát. Đặc biệt, loại rau này giàu chất diệp lục giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Và cuối cùng, chữa viêm khớp, thấp khớp. Trong rau khoai lang có chứa chất beta-glucosamine. Đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mãn tính như thấp khớp, viêm khớp và còn có tác dụng tăng cường được độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Những người bị đau nhức xương khớp có thể sử dụng ăn rau khoai lang để trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo rằng một tuần bạn nên sử dụng từ 300 đến 500g rau khoai lang để cải thiện chứng đau mỏi xương khớp. Những lưu ý khi ăn rau lang. Mặc dù ăn rau lang mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu muốn rau khoai lang phát huy được tác dụng thì cần chú ý những điều sau. Không nên ăn rau khoai lang lúc quá đói vì có thể gây hạ đường huyết quá mức, tổn hại sức khỏe. Rau khoai lang vốn có tính hạ đường máu. Nếu muốn nhuận tràng thì ăn rau khoai lang tươi luộc chín. Không nên ăn rau khoai lang còn sống vì sẽ có tác dụng ngược, chính là gây táo bón. Không nên ăn rau khoai lang quá nhiều vì rau khoai lang chứa nhiều canxi có thể gây sỏi thận. Nên ăn rau khoai lang xen kẽ với các loại rau khác. Tốt nhất là nên ăn kèm với những thực phẩm có chứa đạm động vật, thực vật để giúp cân bằng thành phần dưỡng chất. Khi luộc rau khoai lang để ăn và chữa bệnh, nếu muốn dùng nước thì lấy từ nước thứ hai, dùng nước thứ nhất thì sẽ có vị chát và hăng. Quý bạn thân mến, có thể nói rau khoai lang vừa phát huy tác dụng tốt về mặt chữa bệnh, dễ tiêu hóa khi được luộc chín, vừa tận dụng nước sâu và lại dễ chế biến. Bạn có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác như tôm, thịt bò, lòng gà hoặc nấm. Vì thế, đừng bỏ qua loại rau này trong bữa ăn của gia đình mình hàng ngày nhé. Bên cạnh đó, trái ngược hoàn toàn với rau khoai lang thì rau bia là cái tên được giới thượng lưu vô cùng quan tâm. Bởi lẽ, loại rau này được mệnh danh là loại rau đắt nhất hành tinh. Với nhiều người, để có được 1kg rau này thì bạn cần phải chi ra cả vài tháng lương đấy. Thật khó tin đúng không ạ? Nhưng điều này lại hoàn toàn có thật đó thưa quý vị. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là loại rau này có tác dụng thần kỳ gì không? Lý do nào khiến rau bia trở nên đắt đỏ tới vậy? Và nếu bạn tò mò muốn biết được câu trả lời thì hãy theo dõi hết video này nhé! Có thể bạn cho rằng không có loại rau nào trị giá 1.000 euro, khoảng 25,5 triệu Việt Nam đồng cho 1kg, nhưng bạn đã hoàn toàn sai lầm. Ở Bỉ và Hà Lan, bạn có thể phải trả tới 1.000 euro chỉ để mua 1kg chồi hoa bia. Thực tế, khi ngành công nghiệp bia mới phát triển, những chiếc chồi non không thể nở ra hoa bia được coi là những thứ bỏ đi hay sản phẩm thừa của nền công nghiệp. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, loại thảo mộc tầm thường này lại được coi là loại rau đắt nhất thế giới, với mức giá vào khoảng 1.200 đô trên 1kg. Chồi hoa bia được xem là loại rau chỉ dành cho giới siêu giàu. Lý do chồi hoa bia đắt đỏ phải kể đến công đoạn thu hoạch cầu kỳ. Chúng không bọc theo hàng lối nên việc thu hoạch phải hoàn toàn thực hiện bằng tay. Bạn phải tỉ mẩn tìm những chiếc chồi mọc trong tán lá. Chúng rất nhỏ, phải nghìn chồi hoa bia mới đầy được một túi. Melissa Crowe, một người chuyên cung cấp chồi hoa bia cho các nhà hàng ở Anh nói, hoa bia khá kén môi trường sống nên chỉ thường được trồng ở Anh, Bỉ. Loại hoa này đâm chồi duy nhất một lần vào mùa xuân, khoảng tháng 3 hàng năm. Chồi hoa bia có thời gian sống rất ngắn, đòi hỏi chủ vườn cần lên lịch thu hoạch hợp lý trong 14 ngày kể từ lúc hoa đâm chồi. Hình dạng của chồi hoa bia thoạt nhìn rất giống mang tây, tuy nhiên mùi vị của chúng lại rất khác. Dù có giá đắt, hương vị của chồi hoa bia không quá đặc biệt, phần lá ăn như cỏ. Tôi thấy như mình vừa ăn phải một cái hàng rau cây vậy. Alexei Dugin, cây viết của The Guardian nói, một số người cho rằng chồi hoa bia nếu ăn sống sẽ khá đắng, có vị như đậu xanh.
Chuối hoa bia có thể sử dụng làm salad, mì hay đem nướng theo sở thích của người mua. Lựa chọn xào tỏi cũng được nhiều người từng ăn chuối hoa bia đánh giá cao. Các nhà hàng sang trọng luôn săn đón loại rau này để phục vụ khách hàng thượng lưu. Đối với nhiều đầu bếp trên thế giới, chuối hoa bia được xem là một thứ nguyên liệu tuyệt vời để chế biến các món thượng hạng, làm nên tên tuổi của họ. Nhưng ngay cả những khách hàng có tiền, họ vẫn phải xếp hàng một thời gian mới có thể thưởng thức món rau này. Quý vị và các bạn thân mến, có những loại rau bình dân, rẻ tiền, tuy nhiên công dụng mà chúng mang lại cho sức khỏe của con người là vô cùng bất ngờ đúng không ạ? Và không phải loại rau đắt đỏ nào cũng mang lại những giá trị dinh dưỡng, tỷ lệ thuận với số tiền mà bạn bỏ ra. Tuy nhiên, nếu có điều kiện thì bạn cũng nên sử dụng loại rau bia đắt đỏ nhất hành tinh mà Sống Ăn Vui đã chia sẻ nhé. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều video hấp dẫn về sức khỏe và làm đẹp. Để tiếp tục theo dõi, hãy click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.